Thưa quý vị và các bạn, không biết từ bao giờ mà trà đã chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong đời sống cũng như tinh thần và trong ký ức của mỗi người dân Việt. Nếu như trước đây trà chỉ xuất hiện ở đủ mọi tầng lớp xã hội, dù là ở tầng lớp quý tộc, vua quan, thương nhân, trí thức hay là bình dân, thì giờ đây trong nhịp sống hiện đại, trà vẫn không hề vắng bóng và nhiều người Việt vẫn có thói quen uống trà hàng ngày. Và với những người yêu Hà Nội có lẽ cũng sẽ không xa lạ gì với những hình ảnh của những quán trà đá vỉa hè với những chiếc ghế nhựa xanh đỏ cùng gặp gỡ bạn bè râm ran trò chuyện. Và những điều này cũng đã trở thành một nét đặc trưng của người Hà Nội cùng với việc nhâm nhi những chiếc kẹo dồi hay là kẹo lạc. Và ở công sở thì trà cũng thường xuất hiện trong những buổi gặp gỡ đối tác, trong các cuộc họp và trong những giờ nghỉ. Câu chuyện ngày hôm nay chúng tôi muốn kể với quý vị không phải là về văn hóa uống trà của người Việt hay là tinh hoa trà Việt, mà là về câu chuyện một người đam mê trà, yêu trà và đã sống, lập nghiệp, thành công từ cây trà. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật này. Hãy đun sôi cái tôi của bạn, làm bay hơi mọi lo lắng, pha loãng mọi buồn phiền, lọc đi mọi sai lầm và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc. Đó chính là cách mà nghệ nhân văn hóa ẩm thực nghệ thuật trà Việt Nam Nguyễn Cao Sơn cảm nhận cuộc sống giống như cách pha trà. Trước khi bắt đầu lập nghiệp với trà, anh đã có một khoảng thời gian khá dài làm công tác đào tạo tại Sở Lao động Thương binh Xã hội Hà Nội. Năm 2007, anh quyết định nghỉ việc, dành thời gian chuyên tâm nghiên cứu về trà Việt qua các tài liệu trong nước và quốc tế. Nhưng đọc tài liệu không khiến Cao Sơn thỏa lòng. Trải qua bao biến thiên của thời gian và lịch sử, lớp bụi thời gian phủ dày đặc, tài liệu chưa thể trả lời rành rọt cho Sơn câu hỏi có phải vùng núi phía Bắc Việt Nam chính là cái nôi của cây trà cổ hay không. Nên anh tạm gác lại trăn trở đó, đi tham quan tìm hiểu khắp các vùng trà san tuyết cổ thụ Tây Bắc và Đông Bắc Việt Nam trước đã. Bởi vậy sau những tháng ngày rong ruổi khảo sát nhiều vùng trà khác nhau, Cao Sơn quyết định chọn dãy núi Tây Côn Lĩnh, huyện Vị Xuyên, Hà Giang làm điểm dừng chân, quyết tâm tìm đầu ra và phát triển cho cây trà san tuyết cổ thụ nơi đây. Không ngại khó, anh cùng với bà con địa phương cải tiến cách thu hái và sản xuất trà theo hướng tập trung, đồng thời áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật để làm ra các sản phẩm trà thơm ngon, chất lượng, chinh phục được những thực khách khó tính. 6 năm chuyên tâm với trà, không ngắn cũng không dài, song có hai điều mà nghệ nhân văn hóa ẩm thực trà Việt Nam Nguyễn Cao Sơn luôn tự nhủ. Đó là thiên nhiên và cuộc sống là thứ quà tặng vô giá cho con người nếu ta biết nâng niu, gìn giữ để tận hưởng nó. Và hãy làm từng việc thật cẩn thận cho dù đó là việc nhỏ bé. Với Cao Sơn, trà không chỉ đơn thuần là thức uống. Uống trà, tâm hồn anh lắng dịu, nhìn ra ý nghĩa cuộc sống từ những điều tưởng chừng như nhỏ bé và giản dị. Thưa quý vị và các bạn, qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đã có đôi nét hình dung về câu chuyện của vị doanh nhân của chúng ta ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì Hải Ninh xin mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Hải Ninh để có cuộc trò chuyện với doanh nhân, nghệ nhân trà Nguyễn Cao Sơn để cùng tìm hiểu về con đường thú vị của anh. Vâng, anh Sơn này, Hải Ninh muốn được hỏi là lý do vì sao mà anh chọn cái nghề trà trở thành con đường lập nghiệp của mình ạ? Cái duyên đến với trà nó rất là tình cờ. Vốn dĩ mình thì là một người học văn hóa Trung Quốc. Thế tại sao mà nói chuyện văn hóa Trung Quốc thì nó có liên quan đến trà không? Thì ban đầu thì mình nghĩ nó không liên quan gì cả. Thế nhưng mà đến sau này thì mình mới hiểu được một điều là chính mình học văn hóa Trung Quốc thì mình mới biết là trà Việt Nam đang ở đâu. Và một thực tế nó rất đáng buồn là nhắc đến trà thì ai cũng quan tâm và nhắc đến trà Trung Quốc thôi, nhưng mà không có nhắc đến trà Việt. Nhưng mà đến khi mà mình hiểu được cái giá trị của trà cũng như là hiểu được cái con đường của trà Việt nó đi đến đâu thì mình nhận ra một điều là 90% những cái sản lượng và những cái trà chất lượng cao của Việt Nam mình đều được bán ra Trung Quốc và bán với một cái giá rất là rẻ. Đâm ra là cái việc mà chính cái đó nó là cái động lực cho mình, là cái suy nghĩ đến việc là mình sẽ tìm hiểu sâu về trà hơn và quyết tâm là sẽ trả lại cái trà Việt nó đúng với cái giá trị của nó. Hải Ninh cũng được đọc những cái chia sẻ của anh, những cái cảm nhận của anh về trà. Thưởng thức một chén trà nó cũng như là cảm nhận những cái dòng chảy của cuộc đời. Cái may mắn nhất của Sơn đến thời điểm này là Sơn đang sống và kinh doanh, làm việc bằng đúng đam mê của mình. Cái đam mê đấy nó lại bắt nguồn từ những cái thú vui rất bình dị của gia đình. Mình là người gốc Nam Định. Thì cái văn hóa của gia đình thì sáng nào ông vẫn cứ hãm trà xanh, rồi mình là người làm hoa mà. Hoa Vị Xuyên thì cái việc mà ướp hoa với trà nó là câu chuyện thường nhật của các cụ.
chứ không phải hồi xưa không phải lúc nào cũng có thể đi mua sẵn được. Nên ra nó ngấm vào máu. Thì cái việc mà nghệ thuật hay tình yêu đối với trà thì cũng như thế, mà nó lớn lên rồi. À, nó cũng chắc là thời điểm nó cũng bắt đầu chín muồi thì lúc đấy thì tất cả mọi cái yếu tố nó cộng lại tạo nên cái tình yêu đam mê nên rất là đúng không ạ. Hải Ninh còn được biết là anh còn mang trà để dự thi các cuộc thi quốc tế. Anh có thể kể cho khán giả xem truyền hình biết về câu chuyện này. Từ 2015 đến 2016 sang đến 2017 là 3 năm mà hầu như là gần như kiểu là mình chuyển trà đi, gửi trà đi và trong vô vọng luôn. Thế sau đấy thì tín hiệu đáng mừng là đến cuối năm 2017 thì mình có làm một chương trình với một cái ông người Pháp, là anh ấy là chủ tịch của hội từ thiện, gọi là hội rau muống của Pháp tại Việt Nam. Thì mình dẫn anh đi vùng trà và anh rất là ngạc nhiên. Thế sau đấy thì cùng với anh ấy làm ra những sản phẩm, và lúc đấy bắt đầu nó có cái sự góp ý, cũng như lúc đấy các chuyên gia đấy mà mọi người mới quan tâm đến trà Việt nhiều hơn thì mọi người động viên. Thì đến năm 2018 thì là năm mình tham gia đầu tiên cái cuộc thi chè thế giới tổ chức tại Pháp, mà nó do cái tổ chức nâng cao chất lượng nông sản của Pháp là AVPA, thì họ tổ chức cuộc thi dành cho tất cả những cái nhà sản xuất trà cũng như dành cho tất cả những cái quốc gia mà có trà nổi tiếng trên thế giới thi. Thì mình mang đi 5 mẫu dự thi thì mình đạt được 3 giải thưởng. Một giải thưởng giải bạc dành cho cái trà Bạch Hạc Tân Cương của Thái Nguyên, một giải đồng dành cho trà San Tuyết cổ thụ của Tây Cung Lĩnh, và một giải ấn tượng năm 2018 cũng dành cho hồng trà của Tây Cung Lĩnh. Thì đến năm nay là 2019 thì kế thừa và phát huy cái sự chuẩn bị từ năm 2018 thì năm nay thì mình được nhiều giải hơn. Năm nay có đến 17 quốc gia trên toàn thế giới dự thi và có 117 mẫu, thì mình đạt 6 giải thế giới, gồm có 2 giải vàng, 1 giải bạc, 1 giải đồng và 2 giải ấn tượng thế giới. Những cái dự tính trong tương lai của anh là gì ạ? Kinh doanh, đỉnh cao nhất là kinh doanh và phải có cái văn hóa đặt trong đó. Cũng như mình tại trường Hồng Pháp chẳng hạn, thì Sơn đang làm một cái việc là mình đang đưa những cái tinh hoa của người Việt, là không phải trà không, bởi vì bên nước ngoài, bên châu Âu thì người ta uống nhiều lúc trà mà không phải là trà. Ví dụ như đơn giản ở Việt Nam gọi là trà gừng. Gừng nó đâu phải là cây trà đâu, nhưng đôi khi gừng nó mang cách uống hay cách chế biến nó cũng để thành trà gừng. Thế thì mình nghĩ là ngoài miền Bắc, ở Việt Nam mình thì một năm nó có 4 mùa, ở bên kia thì mùa họ cũng rõ rệt gần như thế. Thế thì cái mình đã đang nghĩ đến cái việc là từ năm 2018 mình đã chuẩn bị rồi, năm 2019 thì mình bắt đầu nghĩ đến cái việc là tại sao mình không kết hợp cái cam của Hà Giang hay Yên Bái cộng với quế của Yên Bái cùng cộng với cái hồi hay những cái cây thuốc nam hay cây dược liệu của Việt Nam mình kết hợp với trà để tạo thành một sản phẩm liên quan đến trà đã mix sẵn. Và cũng rất là đáng mừng là khi mình đưa đến mình giới thiệu thì các bạn rất là thích, bởi vì là Việt Nam mình là cái vùng dược liệu lớn, đâm ra là tất cả những cái trà mà mình kết hợp làm thì đều là từ tự nhiên và đến bây giờ thì đang được đáng đón nhận. Một lần nữa Hải Ninh xin được cảm ơn những chia sẻ hết sức thú vị, câu chuyện ngày hôm nay mà anh đã chia sẻ cho khán giả truyền hình của Cà Phê Doanh Nhân được biết về con đường, về tình yêu của anh đối với trà.